giá iPhone chưa bao giờ giảm sâu như bây giờ anh em ạ. Chưa bao giờ giá iPhone hàng mới tinh chính hãng nó lại xuống đáy như bây giờ. Đấy, thôi thì chúng ta cứ cùng điểm danh những chiếc iPhone mà giá đang xuống đáy nhé. Và chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau xem là liệu nó có đáng mua hay không nhé. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đây rồi, cái chiếc iPhone đầu tiên mà mình thấy là giá đang rất là hấp dẫn. Đấy là iPhone 11, 10 triệu rưỡi. So với cả cái mức giá 11 triệu cái đây không lâu, nó giảm ra là khoảng 500.000. Nhưng mà nói gì nói, tiết kiệm 500.000 cũng là một khoản tiền chứ, đúng nào. Đấy, tuy nhiên là khi mua iPhone 11 ấy, thì chúng ta phải chú ý là viền màn hình là dày này, màn hình thì chưa đẹp. Bộ nhớ trong tối thiểu chỉ có 64GB thôi. Nghĩa là với mức giá này chúng ta chỉ mua được 64GB thôi nhá. Là hơi tù túng này, không 5G. Một cái mình thấy là một cái thiết kế nó cũng tương đối là gọi là cũ rồi. Thì không biết anh em thấy nào. Còn nếu anh em bỏ qua là những nhược điểm đó thì mua iPhone 11. Nhưng với cá nhân mình ý, thì mình nói thật là với mức giá này mình sẽ không ưu tiên mua iPhone 11 mà mình sẽ ưu tiên mua các sản phẩm Android hơn. Đấy, để nói thật. Mặc dù là sản phẩm này đang được giảm giá ở Clickbuy nhá. Đấy chưa? Tư vấn rất có tâm cho anh em đấy. Rồi, tiếp tục nữa nào. iPhone 12 thì cũng được giảm giá tầm 500. Bây giờ còn 14 triệu rưỡi. Trước kia nó là tầm 15 triệu, đúng nào? 14 triệu rưỡi thực ra là cũng là một cái mức giá tốt cho iPhone 12 đấy, bởi vì là nếu mà so với iPhone 11 ý, thì nó sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm yếu của iPhone 11. Ví dụ như là iPhone 11 nó có viền dày thì con này viền mỏng hơn rồi, thiết kế form mới rồi, vuông vức hơn. Màn hình của iPhone 11 không đẹp thì iPhone 12 nó khắc phục được rồi, đẹp hơn nhiều. iPhone 11 không có 5G thì iPhone 12 cũng sẽ có. Hiệu năng tất nhiên sẽ tốt hơn, camera ngon hơn các thứ, đúng không? Chỉ có điều là cái bộ nhớ trong tối thiểu của cái iPhone 12 này nó vẫn là 64GB. Tuy nhiên rất là may mắn khi mà cái phiên bản bộ nhớ trong 128 ở Clickbuy họ bán là 15.790.000. Nghĩa là nó chỉ đắt hơn cái phiên bản 64GB một chút thôi. Các cái tưởng tượng là nếu mà với Apple ấy, mà chúng ta lên những phiên bản bộ nhớ trong cao ấy, thì chúng ta sẽ phải thêm rất là nhiều tiền, chứ không phải thêm hơn 1 triệu như này đâu. Nên là với cái trường hợp này thì mình nghĩ là khuyên anh em là nên mua iPhone 12 phiên bản bộ nhớ trong 128, còn bỏ qua luôn phiên bản 64GB đi. Đấy, còn ví dụ như với cái trường hợp của iPhone 11 ý, thì cái phiên bản 128 nó đã rơi khoảng 12 triệu rồi. Thì lúc đấy nó là một vấn đề khác rồi. Với cả iPhone 11 ý, không phải là nó không đáng mua bởi vì nhiều lý do, chứ không phải vì mỗi bộ nhớ trong. Đúng nào, vì cái màn hình, vì cái việc không có 5G, vì cái viền dày, rồi là vì các yếu tố khác nữa. Đấy, chứ còn cái iPhone 12 thì mình nghĩ là có cái lăn tăn nhất là cái bộ nhớ trong thôi, thì chúng ta có thể update lên được. Nên là với trường hợp này mình sẽ mua bản 128GB. Rồi, tiếp tục nào, phân tích tiếp nào. Đến iPhone 13 thì sao? iPhone 13 trước đây là 18 triệu thì bây giờ đấy, có những phiên bản thậm chí còn dưới 17 triệu cơ này. Đặc biệt là bản màu đỏ này. Đấy, bản màu đỏ là còn có 16.990.000 thôi. Các bạn biết là ví dụ như cái bản green, cái bản màu xanh ngày xưa nhé, xanh xanh lá cây ấy, là ngày xưa là nó đắt hơn những phiên bản như này tầm khoảng mấy triệu cơ. Đắt hơn nhiều lắm. Nhưng bây giờ có 17 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà cá nhân mình nói thật là cứ màu nào rẻ nhất là chúng ta mua thôi. Và những cái màu khác ấy, thì nếu mà muốn thay đổi màu chúng ta sử dụng ốp lưng chúng ta thay đổi. Như thế mình nghĩ là nó sẽ ok hơn. Đấy. 16.990.000 cho iPhone 13. Chưa bao giờ iPhone 13 nó rẻ như thế này. Thực sự là thế. Thì iPhone 13 thì mình thấy là không có điều gì phải lăn tăn lắm đâu, thật sự đấy. So với cả iPhone 12 thì nó giải quyết được hai cái vấn đề. Đấy là pin nó tốt hơn iPhone 12 rất là nhiều. Và cái phần bộ nhớ trong tối thiểu mặc định bây giờ đã là 128GB rồi. Chứ còn ví dụ như lên phiên bản 256GB nó đắt hơn 3 triệu. Thôi, say goodbye. Không mua 256GB. Và mình thấy là hơn 3 triệu đến hơn hơi nhiều. Thực sự là hơi nhiều. iPhone 14 bây giờ đây. iPhone 14 giá rẻ nhất bây giờ chỉ còn có 19.690.000 đồng. Thực sự là quá ngon cho cái giá của cái iPhone 14 bây giờ. iPhone 14 bây giờ dưới 20 triệu rồi. Thì các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Như mình thì thực sự là mình thấy là mức giá này là mức giá quá tốt cho iPhone 14 rồi đấy. Rồi, tiếp tục nữa nào. Trời ơi, phí quá. Hôm qua vừa mới thấy giá của iPhone 14 Plus còn 21.500.000 nhưng hôm nay lại tăng giá rồi. Không biết có phải là anh em lại đổ xô đi mua sau cái video mà mình làm với iPhone 14 Plus giá sốc như thế hay không? Chết giờ. Đấy. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể thấy là iPhone 14 Plus bây giờ tăng giá rồi. Nhưng thôi, bỏ qua cái sổ này đi. 22.500.000 cho phiên bản 128GB thì cũng không phải là quá đắt, nó gọi là hợp lý đối với sổ này. Nhưng mà nếu mà 21.500.000 chờ được thì mình nghĩ là nên chờ. Thôi bỏ qua nhé.
Đấy, nhưng mà iPhone 14 Pro thì ok này, dưới 25 triệu rồi. Trước kia là tầm khoảng 25 triệu, 25 triệu 3 rồi đấy. Bây giờ là 24 triệu 890 nghìn đồng cho phiên bản được cái. Ui, mua được cả phiên bản màu gold luôn này. Tội gì, mình nói thật các bạn chứ màu gold là cái màu đẹp nhất mà mình thấy. Riêng cái màu gold là màu cực đẹp luôn. Mình thấy cái màu gold nó màu đẹp nhất, chứ không phải là những cái màu như kiểu là màu tím ấy, các thứ kia đâu. Bởi vì là nếu mà bạn muốn sử dụng lâu dài mà nó không bị lỗi thời về mặt màu sắc ấy, nó không theo kiểu theo trend ấy, thì màu gold rất là đẹp, đặc biệt là khung viền của nó nhìn sang lắm. Mà giá lại rẻ nhất nữa, tội gì mua màu gold đi các bạn ạ. 24 triệu 790 nghìn đồng, giảm được vài trăm nghìn rồi. Còn 14 Pro Max bây giờ thì là 27 triệu 190. Đấy, màu đen với màu gold là những cái màu mà rẻ nhất bây giờ. Thì mình nghĩ là mua màu gold nhé các bạn nhé. Mua màu gold. Bây giờ nó có những trường hợp này xảy ra này. Đấy là iPhone 14 Pro phiên bản 256GB thì nó sẽ bằng 14 Pro Max phiên bản 128GB. Đúng rồi, nó xem giá đấy, lệch nhau mấy trăm không đáng kể. Thì thực sự nhá, nếu mà để khuyên các bạn mua cái nào, mình sẽ khuyên các bạn mua 14 Pro 256. Bởi vì trải nghiệm của 14 Pro và 14 Pro Max nó không quá khác biệt nhau đâu. Nhưng mà cái khác biệt về bộ nhớ trong dùng về lâu về dài, các bạn sẽ thấy là bộ nhớ trong nó sẽ cần thiết hơn đấy. Đấy. Với cả có một cái trường hợp này cũng rất là gọi là rất là vô lý. Đấy là vừa rồi mình có bảo các bạn là mình sẽ không ưu tiên mua iPhone 13 256GB bởi vì nó quá đắt so với cả iPhone 13 128GB. Bởi vì iPhone 13 128GB giờ giá nó quá tốt rồi, đúng không nào? Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn trong iPhone 13 thì là đúng là bản 256GB mình sẽ không mua bởi vì nó quá đắt. Nhưng nếu mà lại nhìn sang iPhone 14 đi thì cái bản iPhone 13 256GB đấy nó chỉ ngang với cả iPhone 14 128GB thôi. Trong cái đó thì trải nghiệm giữa iPhone 13 và iPhone 14 nó rất là tương đồng với nhau, 19.5/10. Nên là như thế thì nó thật là mua iPhone 13 256GB ngon hơn iPhone 14 128GB đấy. Thật đấy. Cái bộ nhớ trong sẽ là cái thứ mà các bạn sẽ dùng lâu dài đấy. Thì nó sẽ đáng mua với trường hợp đấy nhá. Chứ không nhiều khi các bạn bảo là ôi rồi anh Dương anh bảo là ôi cái này không đáng mua, nhưng tại sao tự nhiên anh bảo nó đáng mua? Quan trọng nhất là xét ở trên tham chiếu nào. Tham chiếu iPhone 13 thì không đáng mua, tham chiếu với iPhone 14 thì nó lại đáng mua. Đấy, thế thì lại. Thì về cơ bản là mình thấy là những sản phẩm iPhone ấy, thời gian vừa rồi là nó đã giảm giá một cách rất là nhiều rồi. Và nhiều người thì nghĩ là nó đã xuống đáy rồi. Nhưng không, nó vẫn giảm giá tiếp thêm được mấy trăm nghìn nữa. Thì nói gì nói, cứ giảm giá thêm đồng nào anh em hay đồng đấy, đúng nào. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của những sản phẩm trên tại Clickbuy, có đường link mình để phía dưới rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.